rời xa. Tình người nhất chúng ta luôn khăn khi rất chi buồn vui, hay những khi hoạn nạn đều có anh em cả về. Giờ thì mỗi chúng ta mỗi một thứ ở những nơi rất xa, một vòng trái đất. Những lúc chờ gió hay những khi đêm lạnh, nhờ quần áo ấm cho mày.